Trung Hiếu. Còn đây là... mình là Phương Anh, đây là trung tâm sân bóng B. Sau đây mời các bạn cùng tham quan các học tập của chúng mình nhé. Các bạn thấy đây, trên bức tường là bạn là một người khoa nổi tiếng làm ở phía tây trên đông thành phố của Berlin, do chính tay các bạn bên lớp mình vẽ. Đây là cổng thành ngăn cách giữa Đông Đức và Tây Đức vào những năm 1989. Đó là một dấu mốc quan trọng để thành nên một đất nước Đức tuyệt đẹp như bây giờ. Và tất nhiên sau cái cánh cửa này là một đất nước Đức không nhỏ của các bạn học viên K36 và K39 của chúng mình. Các bạn của chúng mình khám phá nha. Và đầu tiên đến chúng ta là những cư dân, những cái học viên đẹp trai xinh gái rất chi là năng nổ của CMB. Chúc tất cả các bạn viên ngày càng chăm chỉ cố gắng và sớm đạt mơ nhé. Khi nữa